Ui đèo thế. Hai cân. Tầm đấy, nó là tầm đấy, nhưng mà không ấy. Ui, mắc 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 có to quá đi đây. Chộp 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 chộp. Thời tiết rất là đẹp, trong xanh gió mát, sông rất là đẹp, thơ mộng này không có cá thì thôi. Xin chào các bác nhé, hôm nay là dẫn các bác đi câu cá sông tự nhiên. Điểm câu này là ngay nhà tôi, ngay chỗ Từ Sơn, Bắc Ninh. Hôm nay là thời tiết khá là đẹp, nhưng mà không biết là có cá không. Chỗ này là cái vườn chuối, rất nhiều hoa quả đu đủ, rau. Chỗ này ngồi nướng cá cũng được anh nhỉ. Mày tôi ra muộn, hai gần thủ kia chiếm mất hết chỗ đẹp đấy. Của Hiếu hơi 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 bành phao lên thôi đấy. Thôi bây giờ tôi chuẩn bị đồ. Hôm nay anh em tôi lại đi câu cá giếc các bạn nhé. Thì đây là cái thính đen thì mọi hôm anh em tôi vẫn hay sử dụng này, là cho ít thêm bã rượu, đây là lẫn ít cả như cám chim này. Đây lẫn thêm còn tí tám chim cho vào, khả năng hôm nay có ít cám chim mà khi rô lộng vào thả đây nha. Ấy em bom đây là mồi câu cá giếc, thì mồi nhạy nhất thì các bác vẫn là mồi cái giun quế, cái giun nó đỏ đỏ như này, để cả con như này cho nó leo ngoe. Dạo này già này mắt kém, luồn mãi không được con giun. Đấy, giun nó như thế này, cá nào chạy cho được. Phê vãi. Mày, 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 bệnh, bệnh, bệnh. Lên, lên, bệnh. Nhảy rồi, đứa anh. À. Mày hả bưởi? Phết đây nhỉ, con đấy có phết. Nào, nào, bênh, bênh, bênh. Á chà, á chà, á chà. Khỏe ghê. lên ơi. Ở đây nồng quá, chưa gì là bắt người ta rồi. Thôi cào cào dù nó chưa ăn phải. Hình như cắn luôn thì sao. Đấy đúng đấy, rồi. Đúng, đấy, đúng 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 cắn luôn. Đang nhấp. Đấy, đấy, đẹp không? Phê không? Phê không? Phê không? Phê không? Phải trưởng. Ui giời. À? Đấy, hết trôi ngay. Chắc mút. Chó mà.
Bánh rồi. Ui, chiếc đẹp ghê à. Ui, tắm. Đang thử mồi. Đấy. Đấy. Dạ thôi, lên 2-3 đốt rồi. Về phải. Chuyên gia câu nó khác thật. Không thể thấy dùng nữa. À, bệnh rồi, bệnh rồi, bệnh rồi. Bệnh nhà em. À, à. Bệnh, bệnh nhà em. Ủa, con này to đấy. Con này khá mà. Sao mày để ăn rồi? Úi già. Còn ngu này. Phê thật. Úi giời ơi. Con này ngu. Ngâm nhấm bên này chắc đã ngon. Bên này. Mất dậy rồi. Ôi da. Hai con, hai con. Ôi dồ ta kìa. Ôi dồ ta. Phê thế à. Đám bắt nhái. Ôi. Ê. Lên lên. Đâu rồi? Ở đây. Ôi. Chạy chạy phê nhá. Ê, còn tổ tê. Đấy, được đúng 3 con nha. Một con run được 3 con. 3 con giết. À, chà. Em hả em? Ui, con này to ghê ạ. À, chà. Ui, trời giếc quá. Giếc cụ. Chạy cong cần. Bắt vào rồi. À, chà. Ây à. Ui. Giếc cụ đấy. Chưa cơ? Giếc á. Ui giời, phả ngươm rồi. Béo ghê. Quả này tầm giờ đang có trứng hết nhỉ? Đang nuôi trứng. Đấy. Thôi mất rồi. Mất rồi à? Ui giời, phí thế. Nhăng nhăng cái mất. Nó lên, úi chà. Vít ghê thật. Ui chà, to thế. Ui cong cần này. Kéo phê thật. Úi, ăn luôn. Bánh rồi. Ui rồi. Còn này thiếu nhi quá. Thế kia im. Nếu đây thì ăn. Sang câu cần này phê. Cắn luôn kìa. Đấy. Chính nhà phao nó mà trôi trôi như thế là nó mới hay đớp lại. Ấy. Phải không? Ừ. Nó đi theo mồi mà. Ôi thôi. Ôi trời. Bành lên đẹp thế. Không được. Ui. Kìa kìa. Ui da. Cái gì ấy? Phê vãi. Ui dồi, to lắm. Coi con gì ấy? Ui, giếc cụ. Ấy, to chưa? Bằng bàn tay. Cong cần mà. Chạy phê nhỉ? Buồn nạn.
cắn luôn. Nhấp vào. Đây, bánh rồi, đừng để cho chuột nó đậu lên. Chuột chuột mất dạy. Tầm đấy mà đánh xa đấy mình thấy gì? Vậy. Chỉ đánh được 4,5 mét rồi, làm nó từ xa quá. Lên, bánh. Ui. Nó, cho nó ăn nó sướng. Ui ui, đây lưng xanh nè. Đâu là nó. Bó tay. Con này chắc to lắm mới được lưỡi. Lưỡi luôn, mất lưỡi luôn. Chịu với mày à. Ăn rồi, bênh rồi, mất phao rồi. Đây, nhìn thấy mà. Cắn ngay. Lên. Nhẹ thôi. Ở đó, có phải không ạ? Còn to như thế. Tầm đầy. Ấy. Ui. Mắc. Có to. Có gì đây? Xộp. Như mắc ạ nhờ. Thảo nào đấy, thảo nào giết nó đi hết. Tự nhiên nó im thế. Ô, xộp. Đấy, anh già cái. Đóng phát cự, nó im. Chứ mình đĩa đâu. Đẳng cấp không? Thả bác ăn luôn. Ui, sức cụ ấy. Đâu? Quay lại đây. Như bàn tay luôn. Ui, nuốt luôn cả lưỡi mồm. Ui, xui. Con rước đẹp hả, toàn loại như này quay kiểu mới rung nhỉ. Có túi không? Ăn run nó bầy. Nhưng mà cái lưỡi to quá không gì được. Ui dồi. Buộc vẫn có xuống được. Không buộc được, đây số 8. Số 8 mà không biết buộc à? Lồng hai lưỡi qua cái lỗ số 8 nha. Xong xuyên qua cái vòng con su. Để nó vòng con su nằm yên đấy luôn. Được chưa? Ôi lòng ghê. Riếc, em đoán chắc là riếc.
Những dân câu chuyên nghiệp hết, đại sư đây. Phải có thằng giữ cá hộ. Đại sư hay sư đại? Sư đại ấy. Ừ. Vừa nào anh cười. Câu chuyên nghiệp, câu chỗ nào không ăn. Hơn bắn ngay kìa, bánh rồi ngay nhá, mất rồi sao nữa. Ô, cần hưng ánh này còn khá phết, còn khá nhỉ. Trứng bụng toàn trứng này, còn lét tăm nhỏ quá nên không thấy. Ui, những bụng đã nhỉ, bụng toàn trứng. Cái đấy có ông nào được con to thế chưa? Ui, em giật toàn loại đấy đây. Anh biết em giật mất cả lưỡi. Sốp. Chim ở đây có cá chim bản thân. Em giật cá nhưng chưa được giật. Giật cá được luôn cái lưỡi. Bằng nhau thế, cùng một lứa. Ui xùi, hơi lệch một tí. Ái ra. Kéo có vẻ ghê lắm nhưng mà không ăn thua. Hai cái thằng nhỏ ấy. Ai chơi hàng nhỏ? Chết rồi. Đâu, không dưỡng nữa.
Úi giời ơi, đầu tưởng tượng đi. Cầm xem bữa. Úi giời ơi, tạt. Mày bãi. Úi giời tạt. Ba con đều bắt canh. Được hai con rồi. Con kia to à? Bé hơn con đấy tí. Ui dồi ôi. Đun nó phải để tiếp đất. Ui dồi, cá đấy, đùa đâu. Ui sao nhỉ? Đàn à? Ui giời. Đây cho các bác xem thành quả ba anh em tôi hôm nay. Ui giời, không lên đâu, cẩn thận, đứt đứt đứt. Trời ơi. Đây đây đây. Ui giời. Phải không? Là yến giếc ấy. Cho dài ra rồi. Ui giời. Một sắc ấy nhỉ. Được yến không? Phải 7-8 cân. Ui giời, dù đồng to thế nhỉ. Dù đồng ai câu ạ? 4 con mà em được 3 dù đồng. Phải được 7-8 cân đấy. Lều. Nào chụp kiểu ảnh này để cho lập cái, ngồi xuống người gầy nó lập cái. Ngồi xuống. Rồi, thôi xin chào các bác nhé, hẹn các bác ở video tiếp theo nhé. Rồi anh em tôi về đã. Có bên nổi không? Ui trời. Thôi lấy riêng ra. Lấy mấy con chia à? Đi. Cho bà ít. Bà ơi, bà ra bà lấy cá giếc về ăn này bà ơi. Bà lấy mấy con về? Nhiều nhiều lắm bà, 7-8 cân cơ. Vâng vâng. 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 Rồi về thôi. Mở sộp về. Gà 4 giờ kém ạ. Sộp cho hiểu. Anh Long không lấy kìa. Có lấy cái gì? Ờ, cái chống cần của anh. Chống cần đây. Ở đấy. Mải cá hai mú. Mấy con cái kho hả? Kho như à? Kho cái này kho to thì mới ngon được. Cái này chiên giòn lên. Mấy to ấy, kho lấy mấy to. Chiên giòn mắm, tỏi, gừng, ớt hả? Phải loay à? Chia cá, bây giờ tiết mục chia cá. Anh lấy em bốc luôn. Không, anh không lấy đâu. Mấy con. Thôi bỏ mấy con châu phi.
tràn lên miệng kìa không? Đây là lấy hơn cân rồi đúng không? Ừ. Quá phê.